Nếu không biết làm thì phải đem vào thợ, mà đem vào thợ lại không yên tâm mà chắc chắn là phải mất phí rồi, đúng không? Thế nên ấy, anh em xem clip này của mình hướng dẫn anh em cách làm, hướng dẫn anh em cách phá được mật khẩu của chiếc máy này luôn, và thậm chí không tốn một xu nào luôn, rất là dễ làm. Lô lô, xin chào anh em. Vâng, có anh em nào hiện tại đang dùng một chiếc iPhone 11? Vâng, một chiếc iPhone 11 anh em nhé. Một chiếc iPhone 11 và anh em đang bị thế này không nhỉ? Đây. Đó, anh em nhìn thấy không? iPhone của đã bị vô hiệu hóa, iPhone anh em đang bị vô hiệu hóa. Đó. Và anh em không thể vào bên trong, có thể là vô hiệu hóa 1 phút, có thể là vô hiệu hóa luôn, hoặc có thể vô hiệu hóa 57 phút giống như mình này. Thì bây giờ mình sẽ nói về nguyên nhân nhé. Nguyên nhân mà trong trường hợp này xảy ra ấy, đó là anh em đã bị quên mật khẩu, anh em đặt mật khẩu màn hình ấy, anh em bị quên mật khẩu này, hoặc là ai đó nghịch điện thoại của anh em và đặt mật khẩu, anh em không thể mở được, bởi vì ấn thế nào cũng không thể mở được, anh em rất là lo lắng đúng không? Vâng, tất nhiên rồi, ai cũng lo lắng trường hợp này xảy ra. Nếu không biết làm thì phải đem vào thợ, mà đem vào thợ lại không yên tâm, mà chắc chắn là phải mất phí rồi, đúng không? Thế nên ấy, anh em xem clip này của mình hướng dẫn anh em cách làm, hướng dẫn anh em cách phá được mật khẩu của chiếc máy này luôn. Và thậm chí không tốn một xu nào luôn, rất là dễ làm. Làm mất khoảng tầm 1 tiếng là cùng thôi. Đó, thì việc đầu tiên mình nói để anh em chuẩn bị để có thể làm được những cái phá được cái mật khẩu của chiếc iPhone này ấy, của iPhone 11 này ấy. Bây giờ mình chỉ nói riêng iPhone 11 thôi nhé. Thì việc đầu tiên là anh em phải chấp nhận cái việc là anh em sẽ bị mất hết dữ liệu trên máy. Còn dữ liệu trên đám mây, ví dụ như iCloud của anh em hoàn toàn giữ nguyên được. Đó, việc thứ hai, nếu iPhone của anh em tiền thân là lock và được mua cốt du lịch ấy, mà hết thời hạn đấy, thì nếu khi chạy xong thì máy của anh em có thể sẽ bị lock lại nhá, có thể bị lock lại, không thể kích hoạt được. Việc thứ ba đó là nếu anh em quên iCloud thì xác định luôn là sẽ rất là phức tạp là có thể vào bên trong, bởi vì iCloud rất là quan trọng. Thì cái mà anh em quên iCloud ấy, chỉ có cách duy nhất đó là điện thoại cho Apple để người ta hỗ trợ cho anh em mở được cái điện thoại ra. Cách tiếp theo là đem vào thợ và xử lý mất rất là nhiều tiền và can thiệp phần cứng rất là phức tạp. Bên mình thì mình không làm, nhưng cũng có bên người ta nhận làm cái việc đấy. iPhone 11 rất là nhiều tiền rồi, bây giờ mà làm cái việc đấy rất là nhiều tiền. Đó, thế nên là anh em lưu ý nhá. Mình sẽ không chịu trách nhiệm về vấn đề bị khóa iCloud, bởi vì là bên mình chỉ hướng dẫn cho anh em mở khóa màn hình thôi. Nếu thực sự là điện thoại của anh em, nếu thực sự anh em nhớ iCloud thì anh em xác định là anh em làm được. Còn nếu không nhớ iCloud thì mở ra nó chỉ là đến cái phần chọn ngữ và không thể kích hoạt được thôi nhá. Thế nên anh em đừng có điện thoại cho bên mình, bởi vì mình hướng dẫn rất là nhiều anh em cách làm, nhưng anh em rất nhiều người điện thoại cho bên mình thắc mắc bây giờ phá iCloud làm sao. Thì mình phải nói thật với anh em là mình không biết phá iCloud làm sao cả. Đấy, mình không biết, mình chỉ có thể hỗ trợ cho anh em để anh em nhớ lại, anh em tìm lại mật khẩu thôi. Cái đấy đã bồ trên người ta cũng hướng dẫn rồi. Hoặc là anh em có thể điện thoại ra bồ như nào thì anh em có thể gọi điện cho mình hướng dẫn anh em cái điện thoại. Đấy, anh em nói tiếng Việt cũng được, không phức tạp đâu. Đó, anh em cứ giữ điện thoại mình nhá. Còn bây giờ là các bước chuẩn bị để làm được cái việc phá mật khẩu của chiếc iPhone này, đó là anh em cần chuẩn bị cho mình một chiếc máy tính có thể là chạy Mac hoặc là chạy Windows đều được, Windows 7 trở lên nhé đều được, và phải có kết nối internet. Mac thì càng tốt, nhưng mà bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chạy trên Windows cho nó dễ. Một chiếc cáp như thế này, nếu anh em sử dụng máy tính của anh em có cổng Type C ấy, ở trên một số máy Mac ấy, thì anh em có thể dùng cáp Type C Lightning, hoặc là nếu chỉ là cổng USB bình thường giống như máy đời cũ ấy, thì anh em có thể sử dụng cổng USB Lightning như này, mà một cái cáp tốt một chút. Đó, anh em có thể nhìn thấy cái cáp này của mình rất là bẩn, rất là xấu không, nhưng mà cái cáp này của mình là cáp xịn đấy nhá, thế nên là dùng cáp xịn thì là tốt nhất. Nếu không thì cáp đẻo vào trong máy nó gián đoạn, anh em mất công anh em làm lại thôi, cho anh yên tâm là không chết máy đâu. Mà nhân tiện đây thì mình cũng quảng cáo luôn, bên mình đang có chương trình khuyến mại cho những cái cáp iPhone xịn, ví dụ như bộ 18 sạc xịn bóc máy chỉ giá có 500.000 thôi, còn bộ 18 của Foxconn ấy thì giá chỉ có 350. Bộ sạc xịn mà cáp USB này, bộ sạc bọt A ấy, theo iPhone 11 này trở xuống ấy, thì sẽ được giảm giá còn có 280.000. Anh em cần mua sản phẩm sạc cáp đấy thì anh em có thể vào website mmvn để chat em nhân viên tư vấn đặt hàng, hoặc anh em có thể inbox trực tiếp lên Facebook của mình để đặt hàng cái sản phẩm này, hoặc gọi theo số điện thoại là 025-652-6789 nhá, để đặt hàng cái sản phẩm cáp xịn này. Đó, iPhone 11 mình bán luôn. Đó, thì anh em có thắc mắc thì anh em cứ comment bên dưới, hoặc là anh em trả lời vào chỗ khu vực mình vừa báo ấy, để mình làm. Ok, thì bây giờ đến bước tiến hành để làm nhé. Bây giờ anh em sẽ nhìn thấy màn hình máy tính của mình nào. Việc đầu tiên là anh em cài giúp mình cái phần mềm. Ngày xưa mình hay dẫn anh em cài được cái phần mềm là Mautun ấy. Đây này, mình có cài sẵn ở đây rồi. Thì phần mềm này dễ thôi, anh em lên Google anh tìm luôn. Hoặc là tốt nhất nếu mà anh em biết sử dụng cái phần mềm iTunes của iPhone ấy, thì anh em cài vào cho mình. Đây này. Đấy. Cái phần mềm này này. Thì ở trên Google nó có hết, anh em cứ vào Google anh em tìm vào, sao vào trang chủ em đang hoàn toàn miễn phí thôi.
không mất tiền đâu, anh em đao con này về và em cài nhá. Đó, đao này thì nó mất khoảng mấy trăm mb thôi, nhanh thôi. Đó, thì anh em có thể đao cái phần mềm iTunes này anh em về anh em cài là được. Đây, hoặc là anh em có thể đao phần mềm Auto-tune bằng cách là anh em Auto-tune thì hoàn toàn là tiếng Việt. Cái này cũng là tiếng Việt, Auto-tune nó dễ dùng hơn một chút. Thì ở cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách dùng Auto-tune. Còn nếu Auto-tune mà không có lỗi thì mình sẽ chuyển sang hướng dẫn anh em cách dùng cái phần mềm iTunes của Apple nhé. Đó, bây giờ anh em có thể vào đây này, anh em search luôn vào cái trang ngay trang đầu này. Đó là cái trang bau.com nhé, anh em vào đây. Em đao con này về và em cài, nó mất có hơn trăm mb thôi. Ở trong đây thì nó có driver để nhận máy hết. Đó là thao tác trên máy tính. Đấy, bây giờ là cài xong rồi thì anh em bật lên hiển thị như này, toàn tiếng Việt anh em nhìn thấy không? Đó, thì khi chưa kết nối thiết bị nó yêu cầu là anh em hãy nó kết nối thiết bị này. Thì tất nhiên rồi, chúng ta sẽ cắm cái này vào cổng USB. Khuyến cáo anh em là nên cắm vào cổng USB đằng sau của main máy tính đối với máy tính bàn, hoặc là cắm cổng USB hoặc là cổng USB xịn xịn, chất lượng kết nối tốt tốt tí của máy laptop nhé. Nếu có máy laptop là làm an toàn đấy, chúng máy mất điện thì chúng ta có thể làm lại được. Nó không bị gián đoạn. Đấy, à không, chẳng máy mất điện thì chúng ta có thể làm vẫn là chạy được, không bị gián đoạn. Còn trên máy bàn mất điện làm lại thì chúng ta phải làm lại từ đầu thôi. Đó, thì bây giờ đã cắm cáp vào máy tính rồi, còn trên chiếc iPhone thì vẫn trạng thái như này đâu, đúng không? Chúng ta sẽ cắm cáp iPhone vào máy tính nha. Đây, cắm vào tất nhiên rồi, nó chỉ rung thôi, nó sẽ không nhận đâu. Bởi vì bây giờ không mở được khóa màn hình nên nó cũng không nhận máy tính của mình là cái gì. Thì anh em ấn cái tổ hợp phím này cho mình. Bởi vì bước bây giờ để kết nối với sản phẩm này thì anh em có thể vào hai chế độ, đó là chế độ Recovery hoặc là chế độ DFU. Thì mình hướng dẫn anh em cái chế độ Recovery để cho nó dễ, nó đơn giản thôi. Bây giờ ở trên điện thoại nha, yêu cầu một điều là các nút bấm phải hoàn toàn bình thường nhé, chứ nó bấm hỏng thì không sử dụng được đâu. Đó là bây giờ anh em ấn cho mình cái phím như này này, thứ tự nhá, em nhớ thứ tự này. Thứ tự đầu tiên là anh em ấn to tiếng này, nhả ra này, ấn nhỏ tiếng này, đấy nhả ra này, sau ấn phím nguồn, đó cứ giữ thôi, ấn phím nguồn là giữ nhá. Đó, mình làm lại cho anh em xem nhá, này, to tiếng này, nhỏ tiếng này, giữ phím nguồn này, đó, đấy khi nó hiện lên cái màn hình như này anh em cứ giữ thôi, đừng có trượt tắt gì cả, cứ giữ thôi, cứ giữ đến khi nào nó vào được thì thôi, đó đơn giản như vậy thôi nhá. Anh em lưu ý là phải giữ nhé, chứ nếu mà anh em lỏng tay ra mà nó không vào được ấy thì bắt buộc anh em phải làm lại thôi. To tiếng, nhỏ tiếng và giữ phim nguồn tầm khoảng 30 giây. Cứ giữ thôi, khi nào vào được thì thôi. Khoảng 30 giây gì đấy. Đó. Hiện táo lên cũng giữ. Cứ giữ thôi. Bây giờ bỏ tay ra khởi động lại đấy. Đó, ok chưa? Thì nó vào cái một cái màn hình như này. Một chiếc hình một chiếc máy tính cộng với cái cáp chỉ vào. Đó, có nghĩa là bây giờ chúng ta cắm cáp vào máy tính ấy thì mình đã cắm vào rồi đúng không? Đấy, bây giờ như này nhá. Thì bây giờ anh em lại nhìn lại màn hình máy tính này. Nhìn lại máy tính ở đây thì nó đã nhận được kết nối thiết bị ở chế độ Recovery đúng không? Thì bây giờ có chế độ là có hai cái nút chọn đây. Đó là một là chúng ta ấn vào thoát Recovery, hai là chúng ta ấn vào nâng cấp. Thì bây giờ thoát nó sẽ khởi động lại trạng thái bị khóa thôi. Đó, ấn chúng ta ấn nâng cấp nha. Đó, ấn nâng cấp thì cái điều này là chúng ta bắt buộc là chúng ta phải nâng cấp lên bản cao nhất. Trừ bản beta. Ví dụ như bản 14 beta này thì chúng ta không phải lên, anh em làm nghịch thì lên thôi. Còn bắt buộc là chúng ta phải lên bản cao nhất nha. Thì ở đây nó có thêm một cái là bản 13.6 và 13.6.1. Có lẽ là 13.6.1 này là mới ra, còn 13.6 là chúng ta vẫn có thể chạy được. Thì bây giờ mình sẽ chọn 13.6 bởi vì mình đã tải sẵn rồi. Còn nếu chưa tải thì anh em bấm vào tải về nhé. Đó, hoặc là anh em tải về trước rồi thì anh em ấn vào nhập vào đây. Đó, chọn đến cái file ROM mà anh em đào về như này này. Đấy là anh em chọn là được. Đây không cần tải được, còn tải về thì chúng ta chỉ đợi có mấy phút thôi. Bây giờ mạng ở Việt Nam nó nhanh lắm. Đó, thì tiếp theo đó là chúng ta sẽ ấn vào nâng cấp. Nhưng mà trước khi ấn nâng cấp anh em phải nhìn sang cái mục này cho mình. Cái mục này rất quan trọng. Bởi vì rất nhiều anh em xem không kỹ những cái clip hướng dẫn trong những chiếc điện thoại khác của mình cũng làm tương tự ấy, thì anh em ấn để nguyên chỗ chế độ mặc định là giữ lại dữ liệu. Nếu khi anh em giữ lại dữ liệu ấy thì nó vẫn khóa bình thường mà, đúng không? Đó, anh em ấn vào cho mình chọn mục giữa nhá, là quick flash mode, có nghĩa là flash nhanh và xóa hết dữ liệu đấy. Anh em ấn nâng vào đây, nâng cấp vào đây, ấn flash nhá để nó khuyến cáo anh em này không được ngắt cái USB hay cái gì hay không đấy, khuyến cáo anh em nhá. Ok, ấn flash đi. Đó, và bây giờ là chờ đợi thôi. Chờ đợi là nó sẽ chạy lại phần mềm lên 13.6 và nó sẽ xóa hết mật khẩu cho anh em và trở lại một trạng thái máy như mới. Nếu dữ liệu của anh em lưu ở trên đám mây là iCloud ấy thì nó sẽ không bị mất và anh em có thể lấy lại được danh bạ này cũng như một số ảnh lưu trên iCloud này. Còn nếu mà dữ liệu của anh em mà không lưu ở trên đám mây thì anh em chắc chắn là sẽ mất nhá. Anh em đừng hỏi mình cách cứu lại như nào nhá, chắc chắn sẽ mất, không thể cứu lại được đâu. Đó, lưu ý mình như vậy. Đó, anh em chờ đợi nhá. Cái này thì anh em phải kiên nhẫn bởi vì có thể sẽ mất tầm khoảng 20 phút đấy, có thể tầm 20 phút tùy theo trạng thái của máy, còn chẳng may mà nó lỗi thì anh em chuyển sang cho mình cái phần mềm iTunes. Đó, nếu nó lỗi thì mình sẽ hướng dẫn anh em phần mềm đấy, còn nếu nó không lỗi thì chúng ta cứ thế là vào thôi, đúng không? Ok, chờ đợi nhé. Thank you.
ok. Đó anh em nhìn nhá. Anh em kiên nhẫn chờ đợi thì khi nó chạy xong thì nó sẽ tắt như này. Và anh em lại chờ tiếp để nó khởi động. Nó sẽ cài đặt những ứng dụng bên trong của máy và sau đó nó sẽ cho đến cái phần anh em tập ngôn ngữ, anh em lại chờ đợi tiếp nhá. Cái bước này anh em lại chờ đợi tiếp khoảng tầm 5 phút. Không đến 5 phút đâu, nhưng mà mình cứ nói là 5 phút thì thoải mái đấy nhá. Đây bây giờ anh em lại đợi nhá. Đó anh em thấy không? Đấy, cái chỗ này là cái chỗ mà vừa giờ là chúng ta nạp firmware vào, nạp hệ điều hành vào. Và cái chỗ này là cái chỗ nó đang cài đặt vào trong máy. Đó anh em nhá. Nó là cài đặt những cái ứng dụng ví dụ là gọi điện này, quay phim này, chụp ảnh, những ứng dụng mà chết ở trên máy, những ứng dụng mà bật lên đã có đấy. Còn những ứng dụng mà nó phải cài đặt bằng mạng thì anh em phải có mạng để cài đặt nhé. Bởi vì là bắt buộc khi cài xong là nhà anh em phải có wifi để em kết nối wifi và em kích hoạt. Hoặc nếu không wifi thì anh em phải có SIM 3-4G nhé. Đó là tốt nhất. Là như vậy thì chúng ta mới có thể kết nối được vào máy chủ của Apple để chúng ta kích hoạt cái sản phẩm này lên. Đó, cái mình nói lại lần nữa để anh em lưu ý là dữ liệu anh em lưu ở trên máy, trong bộ nhớ của máy, nó sẽ mất hết. Bởi vì phải nói thật với anh em là đa phần là anh em dùng máy không lưu đủ ở trên đám mây được đâu. Chỉ lưu được danh bạ, ghi chú, một số lịch sử gọi và một số ảnh thôi. Bởi vì ở đám mây chỉ có 5GB. Mà nhiều trường hợp anh em dùng cái máy này 64GB, anh em dùng đến 50GB rồi thì những cái dữ liệu còn lại anh em xác định anh em phải mất nhá. Thế nên là anh em nào đang dùng iPhone cũng như là đang dùng một chiếc máy nào đó như là Android thì anh em lên lưu trữ dữ liệu trên đám mây miễn phí. Rất là nhiều ứng dụng đám mây, ví dụ như là Google Drive hay là một số đám mây mà anh em có thể dùng miễn phí được, hoặc là anh em có điều kiện anh em có thể mua mất tiền thuê cái dữ liệu của iCloud, hình như đâu mấy chục GB mất là 20.000 một tháng ấy. Là anh em có thể thuê anh lưu trữ được thì nó sẽ không mất dữ liệu. Còn nếu mà không thì anh em bắt buộc anh phải mất dữ liệu thôi. Và một điều quan trọng nữa, nếu anh em đang dùng máy Mỹ, máy Nhật Bản, máy Canada hoặc một số máy mà có bán ra thị trường một khóa mạng ấy, thì anh em lưu ý mình trong trường hợp này, nếu mà cái máy đấy đang mua một cái loại code du lịch có thể dùng được SIM nước ngoài và bây giờ hết hạn rồi thì chạy ra cái bước này nó sẽ bị lock lại nhá. Thì cái trường hợp lock lại anh em có thể điện thoại cho mình sẽ hướng dẫn anh em cách lắp SIM ghép cũng như là đi mua SIM ghép, hoặc liên hệ mình sẽ bán SIM ghép cho. Và trường hợp tiếp nữa là anh em không nhớ ai làm chịu nhá. Lúc đấy thì anh em chủ điện Apple thôi. Ồ, ok anh em chờ đợi xong nó sẽ vào cái màn hình như này đúng không? Hello rồi hello rồi xin chào bằng tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Bây giờ chúng ta sẽ vút lên. Sau đó chọn tiếng Việt nhá. Chọn quốc gia của chúng ta là Việt Nam. Đó, còn nếu anh em nào ở Ả Rập Xê Út hay Lào Campuchia thì anh em có chọn Ả Rập Xê Út hay Lào Campuchia nhá. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chọn mật khẩu Wi-Fi để kết nối, hoặc là nếu có SIM 3-4G thì tự động nó sẽ kết nối 3-4G và cứ thế là chạy thôi. Đó. Rồi, bây giờ nó kết nối như thế này. Đó. Thì cái máy này có thể là có ai cả lao, không có ai cả lao mình không nhớ lắm, nhưng có ai cả lao thì mình sẽ đăng nhập vào mình thoa thôi. Còn nếu không có ai cả lao nó sẽ nhảy luôn nha anh em nhìn nhá. Là qua cái bước này ấy. Đấy, nếu có tài khoản ai cả lao nó sẽ hỏi này. Mình không nhớ cái máy này có hay không nữa. Nhưng có chắc chắn là của mình thì mình nhớ mà. Thế là cái trường hợp là anh em có nhặt được máy hay là anh em vớ đâu một cái máy mà nó có mật khẩu mà không phải là của anh em thì anh em nghĩ qua ai cả lao là chắc chắn là anh em sẽ không mở cái đâu nhá. Đa phần bây giờ là mọi người 99% mọi người dùng iPhone là mọi người đã có ai cả lao rồi, đúng không? Đấy, nếu không ai cả lao nó sẽ vào như này nhé, là dữ liệu và quyền riêng tư còn có nó sẽ hỏi mật khẩu. Ok, thì bây giờ mình vào thôi, ấn tiếp tục và những cái Face ID mình bỏ qua nó rất nhanh. Tiếp tục thiết lập sau cho cài đặt này, tùy chọn không sử dụng một mã luôn, thiết lập sau mà, bởi vì vào cài đặt là chúng ta có thể thêm được để cái này cho nó nhanh. Nếu anh em có dữ liệu từ iCloud anh có thể ấn sao lưu này. Nếu anh em có dữ liệu trên máy tính anh có thể ấn là sao lưu trên máy tính này. Nếu anh em có dữ liệu từ một iPhone khác anh có chuyển sang này. Nếu anh em có dữ liệu từ Android anh có thể chọn ở đây. Còn nếu mà không có dữ liệu như mình chẳng hạn thì mình ấn không chuyển dữ liệu nhá. Ok, cái chỗ này thì mình sẽ bỏ qua này. Thiết lập sau cài đặt trong cài đặt này. Đó. Để mình vào bên trong thôi. Đúng không? Đó, đồng ý luôn. Tùy chọn khác, tiếp tục. Để sau, cứ để sau thôi. Bật dịch vụ định vị. Tiếp tục. Thôi không chia sẻ luôn cho nhanh, tiếp tục. Đây chọn sáng hay tối, ok sáng, mình là con người trong sáng mà. Chọn tiêu chuẩn nhá, mắt mình tinh mà. Đó, tiếp tục. Vuốt lên. Đó. Đó là bây giờ là mình đã vào được bên trong rồi. Lúc đầu nó là vội hóa và bây giờ mình đã vào bên trong rồi. Tất nhiên là như một chiếc máy mới đúng không? Đó, như một chiếc máy anh em vừa mua. Đó nhá. Đó, mất hết dữ liệu. Anh em không thắc mắc cái đâu, anh em mà điện thoại cho mình hỏi là thế làm thế nào giữ lại dữ liệu thì mình nói luôn nha là mình không làm đâu nhá. Thế là em rất là nhiều anh em điện thoại hỏi mình rồi nhưng mình trả lời là mình không làm được. Đó, đó là anh em lưu ý với mình như vậy. Đó, thì nhân đây thì mình lại nói lại nữa là cái chương trình quảng cáo bên mình này. Thì hiện tại bên mình đang có chương trình khuyến mại cho những chiếc cáp sạc xịn
của iPhone cũng như tai nghe xịn của iPhone nhá, thì là cụ thể là cáp sạc 18 bộ cáp bộ sạc và cáp 18W, có nghĩa là bộ sạc mà tai C-Link ấy cùng với củ sạc ấy. Bên chính hãng bóc máy thì bên mình đang bán lên mức giá ưu đãi là có 500.000 thôi. Bộ sạc vào của nhà máy Foxconn là có nghĩa là không phải bóc máy ấy, thì giá là 350.000. Bộ sạc xịn 1A theo 11 này trở xuống ấy thì có giá là 280.000. Tai nghe iPhone X xịn thì có giá là 350.000. Đó, rất là rẻ, giá rất là ưu đãi luôn. Thế nên anh em cần mua hàng anh em cứ vào website bên mình là mm.vn. Anh em có thể trả lời vào comment vào đường link vào cái video này thì mình sẽ tư vấn lại cho anh em. Hoặc anh em có thể điện thoại, số điện thoại bên mình là 0256526789, cũng như là inbox Facebook bên mình cũng là mm.vn luôn nhá, để bên mình trả lời. Còn nếu mà anh em có nhu cầu muốn mua điện thoại, anh em cũng làm tương tự như vậy, bên mình có bán điện thoại và tất cả cái phụ kiện dây sạc em mình sẽ ship COD toàn quốc cho anh em nhá. Luôn nhận được hàng em mới phải thanh toán nhá. Riêng phụ kiện giá dưới 1 triệu anh em không cần phải đặt cọc. Cứ đặt hàng là bên mình sẽ chuyển, anh em nhận và thanh toán cho mình. Đó. Cảm ơn anh em xem clip nhá. Nếu anh em thấy hữu ích thì anh em cứ chia sẻ và xem và cho mình một like ủng hộ nhá. Chào tạm biệt anh em, hẹn lại gặp lại anh em trong clip khác. Anh em cần phá máy nào anh em cứ yêu cầu vào comment bên dưới, mình sẽ hướng dẫn anh em luôn nhá. Bye bye.